Ôi, ôi, dậy đi, lấy cái tay ra, rồi lên coi. Nó không biết anh thiệt anh ơi. Alo, anh Lý hả? Đúng đó rồi. Cho tôi gặp nói chuyện một chút đi. Mày có điện thoại nè. Alo. Mày vẫn còn sống hả? Vậy mà tao cứ tưởng mày theo ông theo bà rồi chứ. Làm cho tụi tao buồn mấy ngày. Anh Lâm à, anh đang đâu vậy? Hàng cháy hết rồi. Tao biết rồi. Bây giờ thì công an đã truy nã mày. Tạm thời mày cứ bên thằng Lý đi dưỡng thương đi. Có gì gặp sau. Vậy nha. Cảm ơn. Mày cảm ơn tao cầm điện thoại cho mày hay là mày cảm ơn tao cứu mày? Cả hai. Nghe nói là mày muốn giao hàng cho ông Hùng hả? Thì sao? Bây giờ mày có số má rồi. Hết lỡ mã tấu cho ông Vĩnh, rồi tới lỗ quán ba cho thằng Hào. Nghe nói thằng tôi Cường Sói kêu mày về phe của nó, mày không chịu, lên nó cột mày vô tàu cho chết cháy hả? Sao không biết? Một thằng lính của mày kẹt trong hầm tàu. Bây giờ nó đâu rồi? Sống khỏe. Tao bắt nó làm cứu giang phụ đám thằng em tao rồi. Mà sao cái gì ông cũng biết hết vậy? Tại vì A Lý là cánh tay phải của ông Hùng. Nó đúng hơn là chiếu trên của mấy thằng Lâm, thằng Hào, thằng Vĩnh. May là tụi tao đi ngang qua đó, không là mày chết cháy trong cái tàu đó rồi. Hàng cháy hết rồi. Mấy cái hàng ngon tụi con Cường Sói lấy hết rồi. Để tao đi tìm thằng Hải đòi lại hàng. Thằng Hải là thằng Lào, là thằng cầm đầu băng cướp hàng đó. Tôi biết chỗ của nó, để tôi đi đòi về. Ai chà, chứ còn búng gì mày đặt đi đòi ai? Đi qua cây ăn đi mày. Lên đây ăn đi, không là mày chết đói đó. Mày mê man trên tàu 3-4 ngày rồi. Giữa rừng không có đàn bà con gái nào lúc cơm cho mày đâu. Dáng chịu khổ đi. Vài ba bữa nữa tao cho mày về với con Kiều. Ăn đi mày. Ăn đi. Ăn đi. Hey.
Anh tính cho con Kiệt theo thiệt á. Ờ. Nhưng trước mắt tao phải cho nó theo mày học nghề cái lạ. Anh ơi, em hoạt động mình quen rồi, bây giờ cho thêm một cái đuôi nữa khó chịu lắm. Nếu mai mốt ông Hùng muốn chọn mày thì ai ở đây giúp việc cho tao? Anh tính đi Hồng Kông hả? Ừ, vài tuần nữa. Tự nhiên mở rộng địa bàn hoạt động, làm muốn ná thở luôn vậy nha. Quan trọng là mình không tìm ra người để tin tưởng. Đừng có để em gặp lại tụi nhóc đó. Em mà gặp lại tụi nhóc đó là em giết hết. Nhưng mà tụi nó nhiều tiền. Mà tụi nó ngu, đúng không anh? Nó ăn được mình chứ hàng này là tụi nó hết đất sống. Nghe nói là tụi nó đang thương lượng để làm việc cho băng cường sói lắm. Anh yên tâm đi, đã rảnh em về em lùng tụi nó nè. Không cần. Lội lõ sắp về rồi. Mày muốn xử thằng Lào thì cứ lên danh sách. Kỳ lại ông Hùng cho lội lõ về là để dẹp loạn từ trên xuống dưới. Kể cả ông Hào hả? Không chừa thằng Lào. Có khi nào mình đi lạc không anh? Không, đường Lào cũng về La Mã. Mình đi lòng vòng ở đây để trốn tụi phiên phòng thôi. Đợi thằng Kỳ đi bậy thì sao? Nó thuộc cái lượng biên giới này như lòng bàn tay vậy. Nó tới 35 kinh nghiệm lần, mày yên tâm liền. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút. Kiệt, từ lai mày đi theo thằng Minh để học nghề cho vững. Lại có Hùng Lan cần người thân cận để làm việc viên. Lên tàu rất cần người giỏi. Tôi làm cho ông được không? Được. Nếu mày có khả năng. Khả năng và sự tự tin thì tôi có thừa. Mày hay quá, mày thử chọn trong đám đó ra đứa cũ dạng cho tao coi. Tao chọn thằng đang đứng đó. Thằng đó tao sắp đuổi đó. Tại sao? Tại sao mày chọn nó? Tao thấy nó thông minh. Làm cứu giang thì không cần người thông minh, chỉ cần lo liều lĩnh, túng thiếu và nghèo khó. Mấy thằng thông minh thì nó không có làm cứu giang, mà nó chờ cơ hội để đâm mày rồi lại làm đại ca. Hiểu chưa thằng ngu? Cười cái mẹ gì? Tại sao mày không nghĩ chọn một thằng thông minh như nó, sau này nó lên thế chỗ của mày rồi mày lên chỗ khác cao hơn. Mày lên nhớ, làm cứu giang chỉ chọn thằng có sức khỏe thôi, nhớ chưa? Nhưng mà anh không thấy sao, chọn mấy thằng thông minh như vậy á sẽ làm cho anh đỡ cực hơn, đỡ vất vả hơn.
còn thời gian mình làm gì khác. Mày can thiệp nhiều quá rồi đó. Mày nói nhiều quá à. Mày chỉ lương mũ lại giùm tao. Em nghe chị Hạnh ơi. Dạ. Dạ ở bên kia dốc chị. Dạ dạ. Dựng lều ngủ tạm đi. Dạ. Dạ. Nè mày dắt cùng tao đi. Đừng có cười chị nghe. Đây là chút lòng thành. Cá hồi kho tiêu. Còn đây á là bịch tiêu xanh. Để cậu ăn cho nó ấm bụng. Chị phải lặt chi vô mắt không vậy? Chị biết cậu với thằng Minh cực lắm. Đi rừng không khéo là bệnh. Ăn cá hồi cho nó mau lợi sức. Còn đây có ăn chục trứng. Chị luộc sẵn luôn rồi nè. Lần nào gặp chị Hạnh cũng có quà. Em ngồi xuống ăn luôn đi. Chị chủ đáo quá. Chị có tấm lòng thôi. Chứ mấy em về thành phố thì thiếu gì người chăm sóc. Giờ đây chị. Của chị là 60 bánh với lại 800 gram hồng phiến. Nó là anh em của thằng Minh. Hàng đảm bảo chất lượng hả? Dạ, đặc sản nhà họ Trương, lấy chị 8.000. Cậu Lý. Ừ. Kỳ này có ưu ái gì cho chị không? Bớt 200 lên mình. Cảm ơn cậu Lý nhiều nha. Chắc tuần sau phải làm phiền cậu Lý nữa đó. Không sao, bà chỉ làm phiền thì tụi này ủng hộ thôi. Thôi, mấy anh em ăn đi. Ăn đi cho nóng. Có biết thì tự xử. Nên nhớ vận chuyển 100 gram bị bắt và tử hình rồi ha. Tổng cộng chỗ này là bao nhiêu? Mỗi bánh 200 gram nhân lên 60, chưa tính những thứ khác. Má ơi. Ê. Dạ. Dạ. Dạ ta lại chân tụi bay ơi. Riêng cái việc sở hữu khẩu súng này không thôi á, là đã bị từ 2 cho tới 5 quyển lịch. Mày nghe cho kỹ nè. Mày phải nhớ, mất mạng chứ không được mất hàng. Chăm sóc và phục vụ chị Hạnh tất cả mọi vấn đề. Chị Hạnh là khách VIP, lo cho chị Hạnh chu đáo. Xong việc gặp ở nhà. Đi. Đi anh em ơi. Rồi, đi. Đi. Gái đi tụi bay ơi. Chúng ta đi. Lên giường đi. Có chuyện gì vậy? Cậu phải giữ hàng cho kỹ chứ. Tưởng chuyện gì?
Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Nhiệm vụ tôi đã xong. Tôi đưa bà tới đây. Rồi tôi đi. Khoan. Trông chừng hàng giùm tôi cho tới sáng. Mai đem hàng ra thuyền. Rồi đưa ngay nấy đi. Vậy là ngày mai bà làm thủ tục qua biên giới hả? Không không. Tôi không thí cái mạng cùi này đâu nha. Tôi với cậu không ai bước chân qua biên giới hết. Tôi đảm bảo đó. Vậy là đứng ở chốt biên phòng? Không, đứng trên sông. Đến nơi rồi hả? Ừ, tới nơi rồi đó. Người nhận hàng đâu? Thì đó. Sao tôi không thấy? Cậu cứ quăng thùng hàng xuống nước cho tôi. Nhớ là phải cho nó chìm xuống đáy đó nghe chưa? Bà nói thật hay nói giỡn vậy? Cứ quăng đi. Bà có nói thật không? Cậu cứ quăng đi. Xong rồi đó. Cậu đi đâu mất tích mấy tháng nay vậy? Em muốn chứng tỏ thôi. Chứng tỏ gì? Cậu có biết rằng tôi đang lo cho cậu lắm không? Một thằng du đảng quẹn mà muốn lọt được vào đường dây bí mật của nhà họ Trương. Chuyện đó không phải dễ đâu anh. Tôi biết là nhiệm vụ lần này cậu rất là khổ. Mấy tháng nay cậu làm gì và ở đâu? Bọn chúng rất đa nghi và quỷ quyệt. Chúng thấy em có khả năng, chúng đẩy em ra biên giới để thử thách lòng trung thành của em. Có tin tức gì về tên Trương Hùng không? Trương Hùng như một bóng ma, chỉ nghe qua lời kể của tụi đàn em. Còn anh em hắn thì sao? Đó chỉ là những đàn em thân tín, chứ không phải là máu mủ ruột rà thân tình gì cả. Vậy là hết cách hả? Em đang nghĩ là có khả năng là Trương Hùng đang ở nước ngoài. Nhưng mà nước nào thì em cũng không rõ lắm. Trước sau gì hắn cũng sẽ trở về Việt Nam. Mọi việc ở đây đang làm rất tốt, cho nên hắn sẽ không xuất đầu lộ diện đâu. Vậy bây giờ cậu tính làm gì? Hiện giờ em đang làm việc dưới quyền của A Lý. A Lý? A Lý là cánh tay phải của tên Trương. Cậu nên cẩn thận. Hắn là một tên xảo quyệt, giết người không gớm tay. Em biết mà. Trong thời gian vừa qua em đã chịu không biết bao nhiêu thử thách độc ác của hắn. Vì nghe hắn nói là đang tuyển một tay thân tín vào đường dây của Trương Hùng. Tốt. Cậu nên giữ thân phận. Cậu nên cẩn thận. Đội phòng chống ma túy từ nay làm việc mạnh tay hơn trước đó. Em biết mà. Bởi vì ngoài anh ra đâu có ai biết em là ai đâu. Look at my face.
anh. Đây là phòng của con gái Girl Only. Vậy tại sao anh vô đây? Để anh nhớ em. Xạo. Anh thiệt, xạo. Anh nói thiệt mà. Em đã nói với anh rồi, một ngày trôi qua thì đã có chuyện mới rồi, chứ đừng nói đến một năm. Đúng rồi, nhưng mà em vẫn vậy. Nhất là tối hôm qua. Anh muốn chết hả? Buông ra. Anh chết vì em cũng được mà. Anh cũng chết trong vòng tay của em lắm. Anh buông ra coi. Anh làm gì vậy? Mấy ổng hiện nay là đang tập trung công chuyện riêng của mình, chứ bây giờ địa bàn cứ như vậy, nếu mà có nhập hàng thêm về thì cũng không có được lời lỗ gì hơn. Làm ăn riêng là làm cái gì? Thì ông Vĩnh với lại ông Lâm thì đang buôn gỗ, còn thằng Hào á thì đang cái gì vậy hả? Gì vậy? Mình không còn như ngày xưa nữa. Anh muốn nói chuyện với em. Thôi. Bộ hai anh biết nhau rồi hả? Anh muốn nói chuyện với em. Tính sao đây? Đợi một chút. Anh có chuyện gì để nói với em? Ừ? Hồi trước thì em nghe nói là anh bị tai nạn, rồi sau đó thì em nghe thấy là anh không bị gì hết, rồi sau đó anh còn đi du hí ở bên Trung Quốc với con đàn bà nào nữa đó mà, đúng không? Jamie, ta phải công nhận là cái thẩm mỹ của mày nó lạ thiệt. Cái bà đó vừa già vừa xấu, còn bị khùng nữa, vậy mà mày chịu một tháng. Anh muốn nói chuyện với em Kiều. Mày thôi gây chuyện lùm xùm được không? Mày biết kiếp giang hồ rồi, đời sống đêm ngắn ngày dài. Hả? Tao không nói chuyện với thằng nhiều chuyện như mày. Anh muốn nói chuyện với em Kiều. Anh muốn nói chuyện với em phải không? Trước khi anh muốn nói chuyện với em, hai người nên nói chuyện với nhau như hai người đàn ông thực sự đi. Nếu mà anh hạ gục được ảnh thì em sẽ nói chuyện với anh. Sao? Cái này đúng là anh hùng không thể nào qua nổi mỹ nhân rồi. Tụi bác không có chuyện gì làm hả? Lên xe đi. Tụi bay giận quá ha. Nó gây sự với em trước. Ai biết mày ngủ với gái của tao. Tình cũ không vũ cũng tơi mà. Em cũ hơn nó. Mày làm ở chỗ thằng cha Lâm lâu như vậy mà mày không biết chuyện này sao? Biết gì? Tao quen với con Kiều trước ông Lâm nữa. Tao không biết. Vậy thì mày thôi theo nó đi. Tụi mày lũ rồi nha. Vậy thì mày đừng có theo như Kiều nữa. Ngu độc sức trái như vậy chưa lũ sao? Lánh nhau vì một con làng bà, thiệt là mất mặt. Ngoài tiền bạc và địa vị,
Em còn Thu Vui, đó là gái. Vậy mà nó còn giành với em nữa. Mày giành của tao đó thằng chó. Mày... Tụi bay xuống xe, muốn lánh nhau thì lánh, đừng có làm dơ xe tao. Em không có nhu cầu đó đại ca, chạy đại ca. Em xin lỗi. Thôi. Hư xe. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Tao có việc để cho tụi bay làm đây, đừng có đó mà rảnh rỗi xin lông lỗi. Chuyện gì anh? Trong thành phố hiện có 4 thằng trùm con mới lỗi, tụi lo lấy hàng trôi nổi và về phân phối khắp nơi. Hàng tụi nó chưa đủ chuẩn nhưng giá rẻ, phù hợp với tụi thanh niên túng thiếu, lên cơ quan bị già và tụi bán dạo lượt phố rất thích. Anh muốn em xử tụi nó làm sao? Không cần làm dữ, tụi lại có đường dây khá tốt, nên chỉ cần tụi nó lấy hàng của mình là lũ. Ai giao dịch nếu tụi nó đồng ý? Cứ giao cho bà Hạnh, tao là nói với bà rồi. Nhưng tụi bay phải dàn xếp trước, giá khoảng 8.500 một bánh. Chắc gì tụi nó đã đồng ý. Tức là tụi em được toàn quyền xử lý nếu tụi nó không đồng ý. Đó. Mấy ngày tuần, đây là cơ hội để hai thằng bay lấy liễm. Cuối thằng này tao phải tiến cử một lứa ngon lành cho anh Hùng, để thiết lập lường dây mới cho anh Hùng. Tụi bay cần lập công nhiều hơn là lỗ lá với nhau. Đây là lúc tao quan sát và đánh giá khả năng cũng như sự trung thành của hai tụi bay đó. Giơ tay lên.
Tráng A Tàng, sao hôm nay mày về sớm vậy? Mới có 5 giờ thôi mà. Mày muốn gì? Làm ăn phi pháp mà mày đặt ra mặt tiền. Cái khu này chỉ để dành cho những người máu mặt thôi. Hôm nay tao muốn giới thiệu với mày một loại hàng mới, ngon hơn loại hàng mày đang kinh doanh. Cảm giác thế nào? Nhưng nếu tao không thích thì sao? Tao sẽ bóp cò, giết mày. Nếu như mày hợp tác thì cả đôi bên cũng có lợi. Đừng có cương mà làm gì. Vậy mày làm cho ai? Trương Hùng. Mày định dọa tao để về làm việc cho tụi mày hả? Vàng của mày đấy con. Nè. Kiều, anh là ai vậy? Làm gì? Tao đi tìm Kiều.
Như Kiều nào vậy? Thì thả Như Kiều của tao ra. Như Kiều! Mày chạy! Mày! Mày dám chạy Như Kiều của tao hả? Mày dám chạy Như Kiều của tao hả? Bỏ ra đi! Như Kiều! Như Kiều! 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 Bỏ đi! Ra đây chơi một mình mà không thèm rủ anh đi ha? Hả? Mày! Tụi mày khốn nạn, cuối cùng thì cũng tụi mày là bạn với tao. Đúng rồi mày. Mày đây. À, Trương Hùng. Để bây giờ. Im đi. Để bây giờ. Đi. Như Kiều. Chào sếp. Chào sếp. Đánh chút nào chưa? Cái sim này để mày gọi cho ai? Mày lục đồ của tao. Lúc đó mày đang phê. Mà cái cách tốt nhất để điều tra về một thằng là lúc nó đang phê. Mày giỏi. Mày làm gì cho thằng nào? Tao hỏi mày làm việc cho ai? Nói! Tao còn chưa biết tao là ai nè. Thì làm sao tao biết tao làm việc cho ai? Nhưng tao thích cái mùi này. Tao thích cái không gian này. Bởi vì nó cho tao cảm giác tao được về nhà. Tao được sống là chính mình. Tao được thảnh thơi. Tại sao mày cười? Mày diễn kịch dở lắm. Đau lắm hả? Giỡn thôi mà. Trả lại cái sim cho mày. Mày cho tao hả? Trả lại cho mày. Chứ không phải của mày à? Của mày. Nó là của bạn mày. Yeah.
Không phải của mày, tao quăng đi cho rồi. Nhưng tao chỉ xin mày đúng một điều. Nhường lại em Kiều cho tao. Chở nó về nhà con Kiều. Dạ. Cảm ơn mày. Đây. Đây. Ở xe ai? Nói vô. Mày muốn con vừa thôi chứ. Mẹ mày. Hàng của ông Hùng mày cũng dám ăn hả? Sao không biết vậy? Thử là biết liền. Chỉ có ông Hùng mới có loại hàng này. Từ trước giờ tao toàn mua hàng đá về chế lại. Bây giờ tôi bán rẻ lại, ông muốn bao nhiêu? Bao nhiêu tao cũng không mua. Tao còn chừa đất để tao sống nữa mày biết không? Hả? Chuyện gì đó ông bạn? Nói hay quá. Xin phép tí xíu hả? Ăn cắp hàng của Hùng của mày. Mày làm cái gì vậy? Tụi tao làm ăn đó. Giờ hết chỗ tao làm ăn rồi, tính sao đây? Thì bồi thường hậu hĩnh, có gì đâu. Làm ăn được không anh? Tôi biết ông Hùng sẽ để mắt đến tôi. Tại vì ông nổi tiếng. Không dám, không dám. Tóm lại là giá bao nhiêu? 8.500 một bánh. Coi như ông là đại lý cấp 1, giao hàng tận nơi. Chất lượng và số lượng thì khỏi chê. Tôi biết ngày này sẽ đến với tôi. Nhưng mà 8.500 thì cái giá quá cao. Nếu 7.000, tôi có thể suy nghĩ lại. 7.000 là giá trong rừng. Tôi chỉ cần 1-2 triệu là sẽ đưa nó về tới đây. Tức là không hợp tác. Rồi sao? Cũng hên á. Hên á là nó bắn sượt qua thôi. Nó bắn chuẩn chút xíu là ngon rồi. Bắn chuẩn vô đây chút xíu là đi cái tay nè. Vô đây sâu chút xíu là nghe cái câu: chúng tôi đã cố gắng hết sức, chôn hay thiêu là tùy gia đình. Ôi da, gì vậy cha? Tôi đang chăm sóc cho nó mà. Bậy rồi. Bậy gì? Nè, ông coi mấy ngón tay ông có bị tê không? Cử động bình thường được không? Cử động bình thường. Ừ. Còn mạnh quá. Anh có bị gì không? Để tôi băng bó luôn thể. Nè, nói gì thì nói á, tôi cũng có lời khen á. Lính của anh A Lý á, toàn là thứ trâu bò gì không à. Ráng khỏe nghe. Trời ơi, không đau gì luôn hả? Trời ơi, cái thứ gì đâu không à, không phải con người. Công nhận ca này xương quá. Ca nào không xương? Ca nào khó thì phải có mặt tao. Tao cũng đâu có dễ gì. Mới xử một đứa, đứa còn lại tới ngày gặp bà Hạnh thì nó cũng lên hương luôn. Vậy là nó lấy luôn địa bàn mà tao mới hạ thằng Tàn đó phải không? Còn thằng Thắng Bia nữa. Mày tính xử sao? Cho nó vô danh sách đen, để cho mấy ổng xử. Để cho đứa đỏ xử luôn hả? Ừ. Tụi nó ghê lắm sao? Phải nói là máu lạnh. Đàn bà trẻ em gì cũng không có tha. Con người ta chưa đẻ cũng lôi ra giết luôn. Nói chung là xuất quỷ nhập thần lắm. Mà mấy thằng nội gián á, chết còn thảm hơn như vậy nữa. Muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Mày nói vậy là ý gì? Tại sao mày cứ đòi gặp ông Trương Hùng? Tao muốn có tiền, tao muốn được thăng chức giống như mày. Mày khác tao. Tao có bằng chứng để chứng minh
mày làm tay trong cho người khác. Mày nói vậy là sao? Bấm số 1 gọi nhanh để gặp bạn mày. Mỗi ngày chỉ được mở máy vào giờ này, 15 phút sau tắt máy. Mày nói gì tao không hiểu. Tao đã để ý mày từ cái ngày mà mày bị phê thuốc rồi. Tao đã gọi 2 lần và có người bắt máy. Nói cho tao biết bạn của mày là ai. Bắn tao đi. Mày bắn tao á, mày cũng không yên đâu. Mày tưởng tao không dám bắn mày hả? Camera trước mặt mày kìa. Mày bắn tao đi. Hả? Mày làm loạn hả? Dừng lại. Đây là lời nhắn của ông Hùng. Nếu hai đứa bay còn gây sự với nhau, ta sẽ bắn bỏ để phòng ngừa sự cố. Nhắn gửi cho mà, có cần phải mạnh tay như vậy không? Điên hết rồi hả? Tự nhiên vô đây bắn giết lung tung vậy. Tất cả tụi bay đều bị cảnh cáo nên mới ra nông nổi như vậy. Tội trạng của tụi bay đi. Đừng để tao gặp lại bất cứ một thằng nào nữa. Nếu không thì lần sau không có mạng để về đâu. Chỉ Kiệt, Minh Dế tranh giành gãy gú cản trở nhau trong công việc. Thỉnh thoảng là mất nửa bánh ở hẻm Hương Giang, dằn mặt đánh nhau. Thôi đi ông ơi, đừng có đọc nữa. Không mất bạn là mai phước lắm rồi. Lượng đi. Còn mày nữa, biến đi. Có cần thiết phải vậy không? Tức là bây giờ mày từ chối giao kẹo đúng không? Thì tao đã nói rồi. Bây giờ nếu như mày nói cho Ali biết á, thì tao đưa ông anh kết nghĩa tao qua, ba mặt một lời. Mày muốn làm thì mày đã làm từ lâu rồi. Thì bởi vì ông không thích làm giang hồ thôi. Vậy thì tại sao một ngày ông chỉ mở máy 15 phút? Thì giờ ông ấy không thích ông giao du với tao. Vậy là mày vẫn muốn tranh giành với tao đúng không? Thằng nào có năng lực thì được gần ông Hùng. Vậy thôi. Tức là mày vẫn coi tao như là đối thủ. Vậy thì cột chân hai thằng vô chi vậy trời? Mày tưởng tao thích lắm hả? Ê, mày... cho tôi gửi tiền. Dạ, cảm ơn. Ông Phơn. Thế nào? Muốn lấy hàng thì theo tao.
trả lại hàng cho tao. Ba cái đồ dởm không ai lấy làm gì. Tụi bay không trả, tao cho đàn em xử tụi bay hết. Ông chửi mày quýnh yếu quá đó, quýnh nữa đi. Ông muốn ăn đòn nữa hả? Vậy tụi mày muốn cái gì? Tôi không cần biết ông lấy hàng ở đâu. Bắt đầu từ ngày mai không được giao hàng ở khu vực này nữa. Nhưng tụi bay lại, tụi bay lại. Không cần biết tụi này là ai, chỉ cần biết đây là khu vực của ông Trương Hùng. Ông Hùng hả? Biết rõ ông Trương Hùng mà, đúng không? Nhưng mà tôi làm ăn ở đây cả năm rồi, có sao đâu. Bữa nay có rồi đó. Không những sao mà là trăng nữa. Bữa nay cảnh cáo, lần sau có những bức mặt. Trả hàng lại cho tao. Giữ được cái mạng ông là hay lắm rồi. Sao mày không nói cho ông biết để ông kiếm chị tội nghiệp? Nếu biết thì ông đã chạy theo để mày bóp cò. Cái khu này sao không hoàn thiện luôn cho rồi? Để như vậy hỏi sao tội ác nó không lộng hành. Nói chuyện giống công an quá ha. Cầm cái này bỏ vô ba lô, quăng xuống đất, tí công an là giải quyết. Mày không sợ có dấu vân tay của tao và mày trong này à? Tao có hợp tác với công an mà. Sao mày không bắn ông luôn cho rồi? Giết một bạn người là ám ảnh cả đời. Giờ này tao mất ngủ dữ lắm. Có gì để công an giải quyết đi. Cười chứ quái gì. Tao cứ tưởng mày có máu lạnh giống như đồi đỏ chứ. Tao cũng là người mà. Mày hợp tác với công an như vậy, tụi nó có nghi ngờ không? Nghi ngờ gì? Đâu ai biết đâu biết bắn chết tao làm sao. Thực ra là tao chỉ điểm cho công an thôi. Tại thằng đó người ta theo dõi lâu rồi mà chưa có bắt được. Vậy là mày chơi trò hai mang hả? Đang kiếm con Lam Dồ đúng không? Mày suy nghĩ chuyện tao hỏi chưa? Có lợi gì cả hai đó. Số điện thoại đó là của anh Kết Nghĩa tao. Anh Kết Nghĩa mà làm gì giấu như mèo giấu cứt vậy? Tin hay không tùy mày. Tao đánh mày á, vì tao ghét ai uy hiếp tao lắm. Thì tùy mày thôi. Tao nói cho mày biết, nếu như A Lý nghi ngờ mày, mày khỏi ngóc đầu lên trong băng này. Mày giấu giùm cho tao thì mày được lợi gì chứ? Sòng phẳng thôi.
mày mà rút lui thì đỡ một thằng đối thủ cạnh tranh khi A Lý tiến cử cho ông Hùng. Tại sao mày muốn làm việc với Trương Hùng? Mà mày cũng vậy thôi. Hay là mày có lý do gì khác? Đừng, đừng đánh nữa. Vợ chồng tôi không có liên quan, mày không tha cho. Tại thằng em nó không có nhà ở nên cho nó ở nhờ vậy. Nhưng mày biết nó là thằng buôn bán hàng trắng mà. Tôi không biết. Ông nói gì vậy? Chính tôi đã dắt cả khối người vô đây mua hàng mà ông nói không biết hả? Ông tính lật lọng hả? Còn mày, mày có biết tại sao mày ra nông nổi như vậy không? Mày gan lắm, đã không lấy hàng của ông Hùng mà còn dám báo công an gông cổ mấy thằng nhóc lại nữa. Hàng của ông rất tốt và lại bán rất chạy, vậy mà mày lại chứ? Bây giờ mua liền, mày không tha cho. Chứ không phải chính mày là kẻ chủ mua hả? Tôi không có. Mày cũng muốn thế chỗ cho thằng em mày không? Dạ không. Tao biết mày giấu rất là nhiều hàng trong cái thùng xăng hai đáy để vận chuyển công khai trên đường ban ngày mà tránh được sự giùm ngó. Tôi chỉ biết kiếm sống qua ngày thôi à. Hết giờ rồi. Xin đi ông thái cho. Lên này. Xin đi ông thái cho. Chuyện gì cũng phải thương lượng mà. Hồi trước tôi không biết nên tôi mới làm vậy. Mày là kẻ chủ mưu, mọi quyết định giao hàng và kế hoạch đều do mày bày ra đúng không? Nhưng nó là người làm hết mà. Mày thấy thằng anh của mày không? Hay tại vì mày chỉ là em vợ của nó nên nó mới nhẫn tâm với mày như vậy? Nếu mày lên làm trục thì mày có lấy hàng của ông Hùng hay không? Dạ có. Mày đừng nói là vì mày sợ tụi tao đó nha. Đó cũng là lý do, nhưng dù sao hàng cũng nhanh, tốt lắm, nhiều người mua lắm. Thằng này vừa thông minh mà lại biết thời thế. Dạ. Chết tôi mà. Chúc mừng mày gia nhập đường dây công vụ. Mấy ổng gấp vậy sao hẹn mình ra đây? Chắc là xử thằng nào để dằn mặt đó mà. Giám cá như mày là mấy thằng này mới bị xử. Từ hôm nay chỉ tập hợp những đứa có số má thôi hả? Bộ tao già lắm hả? Ủa, chân anh bị sao vậy? Tai nạn thôi, đừng có nhiều chuyện. Chắc mấy ngày qua anh em mệt mỏi lắm rồi. Thật sự là tôi cũng rất bất ngờ khi lội lõ không chừa một ai. Nhưng đây là cách trừng phạt nhẹ nhất trong các cách của ông Hùng. Dù sao A Lý tôi cũng rất lễ phục ông Hùng. Dù ở xa xôi cách mấy, ông cũng lắm kỹ được từ việc nhỏ tới việc lớn, kể cả những chuyện tình cảm liên quan tới anh em tay chân. Từ lai chúng ta phải chú tâm vào công việc hơn nữa, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ một sai sót nhỏ nào. Tập trung và nâng cao công việc lên một tầm cao hơn nữa. Nói hay quá ha. Địa bàn có bao nhiêu đó hộ khẩu thôi, nguyên khu có bao nhiêu đó người, có bao nhiêu đó nhân khẩu, lấy đâu ra mà phát triển hả? Cho mấy đứa con nít nghiện luôn đi.
Ông Trương Hào nói luôn. Vì vậy ông Hùng lại giao chúng ta một nhiệm vụ mới. Trong vòng 2 tháng tới, chúng ta phải lấy hết địa bàn này, đồng thời kết nối hết tất cả những tay chùm sỏ ở các vùng lân cận, xây dựng lường dây vững chắc xuyên quốc gia. Anh ơi, cái đó trước đây mình có rồi mà. Đừng nói chuyện qua lấy hàng từ gốc, hoặc là theo nhóm khác hết rồi. Hàng của ông Hùng giá cao lắm. Vì vậy chúng ta phải xây dựng lại từ đầu, củng cố lại từ gốc, bắt đầu lại từ đầu. Vậy là có đổ máu nữa hả? Anh em tôi đổ máu nhiều rồi nghe. Các ông không cần phải tốn sức. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, cũng là một cơ hội cho những người đang muốn thăng tiên. Tụi bay có thể tuyển thêm anh em, ngay cả những người dưới trướng của ba ông Trường. Ai muốn thăng quan tiến chức thì có quyền tham gia. Sau đó chúng ta sẽ bốc thăm, chia lịa phạt, tùy nghi mà hành lộng. Miễn sao mà nắm được quyền quản lý và phân phối hàng thôi, đúng không anh? Đúng. Đây là cơ hội để cho tụi bay chứng tỏ bản thân, để tao tiến cử cho ông Hùng một người trong thời gian tới.